Này, gì vậy? Xin chào các bạn. Bạn có ước được sở hữu búp bê này? Wow! Tạm biệt nhé búp bê. Chị có đồ chơi mới rồi. Wow, có ai mà ngờ được chuyện đó. Nhìn quần áo rách dưới mà xem. Tôi đã bị hủy hoại. Cựa, có bao nhiêu rác mà nặng vậy trời. Mệt dã man luôn. Vào đây nè. Ủa, gì thế kia? Này, em có sao không? Thì rõ là em đang khóc đúng không? Trời, em biết nói à? Em nhớ nhà cũ lắm. Tội nghiệp. Em có thể về nhà với chị nhé. Giờ thì lau nước mắt đi nhé. Chào cưng. Ok, cô nàng xinh đẹp. Phải làm sạch cho em mới được. Bắt đầu với mái tóc nè. Cái áo này không ổn chút nào. Còn gì đây? Chị sẽ cố gắng nhẹ tay. Trên đầu quá trời rác là rác luôn này. Tội nghiệp. Tiếp theo làm gì với đôi chân này đây ta? Nhìn mà thấy hãi hùng. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi làm đẹp nhé. Tuyệt. Giờ thì hôn tạm biệt lông chân đi. Đừng có lo, không đau xíu nào đâu. Chị mà cạo xong thì chân em sẽ mịn màng như da em bé luôn. Ok, vậy là cạo sạch được rồi. Em có cảm thấy như một người mới không? Lông kìa. Au ôi. Đó. Rửa mặt thôi. Chị sẽ dùng thật nhiều kim tuyến nhé. Em thích lắm phải không? Cọ một lúc là làn da sẽ sáng mịn trở lại. Có vẻ như đất bẩn đã bong ra rồi. Em sẽ tỏa sáng rạng rỡ luôn. Được chứ? Và giờ quá bự. Chuẩn rồi này. Dễ thương quá phải không nào? Tẩy da chết thôi nhé. Cảm thấy khác bọt hẳn phải không nào? Da em rồi sẽ mềm mịn như lụa. Đi nào. Chị cầm khăn tắm của cưng nè. Em cảm ơn. Vậy em cảm thấy thế nào? Em giống như búp bê mới toanh vậy. Thư giãn nha, chị sẽ massage cho em thật thoải mái. Lưng em có vài chỗ cứng lắm đấy. Chuẩn, chị sẽ massage thư giãn toàn bộ. Lực vừa phải đấy. Cẩn thận, chị làm chân và bàn chân em nhột quá. Có phải mặt nạ bùn ấm không? Nhưng em mới ngâm bồn ra mà. Thêm nữa không? Chuẩn bị đón ra chân mềm đi. Cảm giác thật tuyệt vời phải không nào? Khi chị làm xong, em có thể nếm thử luôn đấy chứ. Còn gì tuyệt vời hơn nữa? Vậy là chị đã phủ kín chân tay rồi nè. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu gái ạ. Chị sẽ giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Kích cỡ hoàn hảo. Nằm đó chờ chị một chút xíu nha cưng. Và lật em lại này. Chị nói đúng, dễ chịu thật đấy. Còn chị sẽ măm măm thật ngon. Ngon quá. Thêm một miếng nữa. Ok, đây là miếng cuối luôn. Mình có thể ăn cả 5 lọ luôn đấy chứ. Nhưng hôm nay mình chỉ được ăn một. Và có vẻ đã đủ lâu rồi đấy. Sáng bóng luôn này. Hẳn cưng đang cảm thấy sang chảnh lắm ha. Tiệc tùng thôi. Wow, hình như mình nhảy có hơi cháy quá. Hiện đây thì chúng ta làm tóc luôn nhé. Đừng làm gì thái quá là được. Cái đó thì phải do chị quyết định chứ, ok? Mà đừng có lo, chẳng đau chút xíu nào hết. Cơ mà nghĩ lại. Tóc em rối quá kẹt rồi. Răng vừa vừa thôi chứ. Úi da. Gãy lược luôn. Ok, chị không còn lựa chọn nào khác nữa. Wow, máy này mạnh quá. Mình chỉ cần ghìm tay thật chắc và đều là được. Ôi trời. Wow. Ôi không. Suýt thì lỡ tay. Ok, tiếp tục nào. Thôi chết. Tóc em đâu? Eo. Nghĩ cách giải quyết tình huống thôi. Chắc mình phải có gì đó hữu ích chứ nhở. Cái này có khi dùng được nè. Đầu tiên là cạo tóc cho em. Lần này thì mượt hơn nhiều luôn nhé. Thực ra em để kiểu tóc này cũng ngầu lắm. Nhưng chị đang nhắm tới phong cách khác. Em nghĩ sao về tóc vàng và xoăn nào? Vì chị thấy kiểu tóc này cực hấp dẫn. Em đồng ý không? Và lọn màu hồng tạo điểm nhấn tinh nghịch. Đúng vậy, nhìn muốn hôn phải không? Giờ đến lượt em đấy búp bê. Chỉ cần ngồi im như thóc thôi. Ôi không, ai đó làm ơn giúp tớ với. Ok, đợi đã.
Được rồi. Kìa, chị xin lỗi. Chúng ta làm gì được nữa nhỉ? Ước gì chị có súng bắn keo. Chị sẽ tạo một đôi môi căng mọng, nhưng nhớ chỉnh cho thành hình dạng phù hợp. Làm sao để không ai nhận ra đó là keo? Vậy nên chúng ta sẽ tô sơn màu hồng. Ok, làm móng thôi nè. Cưng muốn dài vừa phải hả? Ừ, thì không dài thế này. Chị sẽ cắt ngắn đi ngay bây giờ đây. Một móng nữa. Đó, chị đã bảo sẽ không quá dài mà. Và sơn màu thôi nè. Em thích màu hồng kẹo cao su chứ? Vì chị thấy màu này cực kỳ hợp em. Ôi, em mê mẩn bộ móng này luôn. Chà, em thấy thế nào? Vậy để niềm tin quyết định đi. Không biết là váy này có vừa em không? Tiếp theo. Thấy đáng ngờ quá. Váy này tôn lên đường cong của em nhỉ? Để thử thêm lần nữa nào. Không biết nữa, em thấy bị gò bó quá. Chắc chắn là không rồi. Lựa chọn duy nhất của em à? Rộng thùng thình. Oh, đáp án ngay trước mắt chị luôn. Chỉ cần sửa đổi một chút xíu thôi nè. Nằm xuống đây nhé. Nước nóng sẽ làm vỏ nhựa co lại. Vậy là nó sẽ ôm sát cơ thể em. Cứ như làm cho riêng em vậy. Nhất trí luôn. Váy này vừa như in luôn. Cảm ơn chị nhiều. Yay. Khoan đã. Sao nhìn em xanh xao quá vậy? Em phải đi vệ sinh. Em sắp ói tới nơi rồi đây. Kìa, sao cái quần nợ này cao vậy chứ? Nhảy hoài cũng không lên được. Em có cần chị không? Được rồi. Ai cũng xứng đáng có một chiếc bồn cầu. Và chiếc này sẽ rất hợp với chiều cao của em. Đó. Đây là mảnh chúng ta cần. Chỉ cần một đường tròn ở phía trên và phần nắp tựa nữa chứ. Xong. Bồn nước này. Và rồi đặt nó lên một cái bệ. Ok, vậy là xong. Tránh đường coi mọi người ơi. Ờ, nghe không ổn chút nào. Nhưng ít ra em cũng không ói ra sàn. Và tin tốt, hai vạch. Chuẩn, vậy là em đã có em bé. Yay. Bình tĩnh, hít thở nhé. Hít và thở. Chị thấy rồi, hình như là cái đầu. Chuẩn bị gặp em bé của cưng đi nào. Dễ thương quá đi mất. Nhưng em bé cần có cũi để nằm ngủ chứ. Theo lẽ tự nhiên, mình sẽ đóng cũi cho bé. Chắc chắn sẽ rất đáng yêu đây. Ok, vậy là chúng ta sắp xong rồi. Thấy không? Giờ thì lót thêm nệm và chăn gối. Mong là em bé sẽ thích nó. Thêm một cái thanh treo ở đây. Và chút vải ren tạo nét nhẹ nhàng. Tuyệt. Nằm thử đi em bé xinh. Ôi, em bé mới dễ thương làm sao. Đây, cái cũi khá hợp với phòng của em đấy. Không biết lớn lên con bé sẽ làm nghề gì nhỉ? Hả? Ai đó? Xin chào. Có ai không? Này, ở dưới. Có thấy em không? Chà, xin mời vào. Có người rất đặc biệt đang chờ gặp em đấy. Con gái của em nè. Và tặng cho người mẹ xinh đẹp của bé nè. Cảm ơn anh. Em rất vui vì có anh ở đây. Anh, em và thiên thần nhỏ của chúng mình. Đi ngủ thôi. Tắt đèn đã, trói không ngủ được. Ups, chân tay mình lóng ngóng ghê. Ủa, hình như mình có đồ gì dưới đó. Ồ, có một cái hộp. Mình quên béng mất đống đồ chơi này luôn. Gì đây? Barbie, nhiều năm rồi không gặp bạn đấy. Đừng lo, tớ sẽ ôm bạn đi ngủ. Vui thật sự. Barbie, à, nhìn tớ xấu như ma. Chắc là mình đang mơ rồi. Mong là vậy. Hả? Cảm giác như thật đấy nhở? Nhưng Barbie ma quái cũng có lý. Tớ sẽ sửa cho bạn, đừng lo. Tút lại nhan sắc nào. Bạn vẫn là bạn tốt của tớ mà. Bắt đầu với trang phục này nhé. Bạn thích màu đỏ phải không? Chỉ cần đưa bút lên và xuống. Chiều dài hợp lý rồi đấy. Siêu dễ thương luôn. Bạn đã thấy vui hơn chưa nào?
Và bạn còn chẳng phải đi mua sắm nhá. Cùng mơ đẹp thôi bạn yêu ơi. À, vui ghê. Ngủ ngon nhá bạn Hiến. Váy mới này. Cảm ơn bạn. Câu chuyện buồn quá. Mình muốn thấy những người bạn kỹ thuật số. Không có ai online sao? Mình cô đơn quá. Phải làm sao bây giờ? Nhìn cô gái này xem. Sao cô ấy làm vậy được với tóc nhở? Mình cũng muốn trông giống búp bê. Và chúng ta bắt đầu với lông mày. Đừng quên tán đều bên trong nữa này. Rồi đến với phấn mắt lấp lánh bling bling. Hòa kín phần mí mắt luôn nha. Tán đều nè, rồi tô chút màu trắng vào mí dưới. Nhưng mà hãy tô dày một chút nhé. U là trời, lộng lẫy chưa kìa. Rồi tô thêm màu nâu để tạo chiều sâu. Tất nhiên là tán tiếp. Nhìn chuyên nghiệp chưa chị em ơi? Nhưng còn chưa xong đâu. Dùng bút kẻ mắt vẽ một đường sắc lẹm. Rồi kẻ một đường mỏng ở mí dưới. Rồi vẽ một đường theo hướng này nữa. Trông có giống lông mi không này? Giờ thì đến phấn tạo khối thời thượng. Lấy cái mút tán xịn sò ra nào. Tiếp tục đi. Thêm chút sắc hồng nữ tính cho gò má. Ta-da! Giờ đến đôi môi, nhưng phớt phớt thôi. Rồi tán ra thành màu hồng. Mua! Kéo dài từ mép ra để tạo hiệu ứng. Thế này trông bạn đã rất giống búp bê rồi đấy. Dễ thương quá. Xong rồi. Cô nàng búp bê sống này hẳn rất thu hút sự chú ý. Chào cả nhà. Chúng ta bắt đầu phát trực tiếp nhé. Xem người búp bê hẳn vui hơn nhiều nhỉ. Uống thêm cà phê không bé? Cheryl. Con bé ngủ gật à? Có lẽ con bé cần kéo căng dây cót. Thức dậy nào. Con cảm ơn bà. Con cử động được rồi. Ôi trời ơi, có nhiều người xem quá kìa. Chuẩn, không cần chỉnh. Vẫy tay đi. Nhìn em kìa, người bẩn quá đi. Tắm rửa sạch sẽ nhé, đừng cử động. Hả? Trần nhà bị dột. Mình có thể tắm luôn. Mát và sảng khoái. Đừng lo nha, chị không quên em đâu. Chị chỉ cần hứng vài giọt thôi. Vậy là đủ rồi. Để chị lau người cho em nhé. Em sẽ sạch đẹp như mới. Đôi khi chúng ta cần được chăm sóc tận tình. Cứ ngồi thoải mái tự nhiên nha. Cái bàn chải đánh răng này nhỏ xíu. Từ từ. Há miệng nào. Rồi em sẽ có nụ cười Hollywood. Chị sẽ cần kính râm mới dám nhìn em. Răng sáng bóng luôn rồi kìa. Giờ đến lượt chị. Thật là dịu nhẹ. Đời phải thế này chứ. Em có thấy thoải mái không? Vậy hôm nay tụi mình sẽ làm gì búp bê? Có lẽ chị sẽ sửa tóc cho em. Mãi kiểu này chán lắm. Cứ yên tâm, chị biết phải làm gì mà. Mình là chuyên gia tạo kiểu tóc đấy. Tại em đấy nhá. Để thử lại xem sao. Cứ như em mới bị kéo qua bụi rậm ấy. Bực mình quá đi mất. Rất vui được gặp em cưng à. Để chị lo. Wow, trò búp bê cơ. Ok. Chị sẽ cần dụng cụ cho chuyên gia. Đâu rồi ta? Đúng thứ mình cần rồi. Sẽ hơi phức tạp đấy. Ở yên nhé. Trước tiên chị cần một cái bát. Rồi chị đổ nước vào. Giờ thì cho chút màu thực phẩm vào. Chị sẽ khuấy đều cho đến khi hòa tan. Trông ổn rồi, khách hàng của chị đâu. Chị sẽ nhúng tóc búp bê vào nước. Không quá nóng hay lạnh chứ? Chị đang nói gì chứ? Em là búp bê mà. Chị sẽ đợi nước ngấm vào tóc em. Tiếp theo, chị sẽ bóp tóc cho nước chảy hết đi. Giờ thì chúng mình sấy khô tóc nào. Chà, màu này hợp với em lắm luôn. Xinh xỉu luôn đấy. Chị xong chưa? Wow, nhìn búp bê khác hẳn luôn. Em phải trả tiền cho chị. À đúng. Chị có lấy kẹo không? Đây là lý do mình không làm việc với con nít. Sảng khoái quá đi thôi. Mình cảm thấy như một người khác vậy. Wow,
mái tóc xịn quá. Em có muốn thay đổi diện mạo? Lâu rồi bé không dùng dầu gội đầu phải không? Mình làm gì bây giờ ta? Mà chờ một chút, hay là dùng sợi len nhỉ? Thử thôi mất gì. Mình sẽ đặt búp bê lên trên bàn, rồi cắt tóc cho em ấy này. Chà, em rất hợp với tóc ngắn đấy. Hói thì không được xinh gái lắm. Mình sẽ luồn chỉ qua đầu của búp bê. Và mình có thể dùng các màu sắc khác nhau, trông em ấy sẽ thật nổi bật. Giờ mình sẽ cắt phần thừa và gắn đầu búp bê lại thân. Chà, ước gì mình có tóc giống vậy. Nhìn em xinh quá đi, chị ghen tị đấy. Và Ava cũng thế. Sốt sô-cô-la này ngon hết sảy con bà bảy. Thử nè. Thôi xong, chị làm đổ lên người em rồi. Chị xin lỗi nhé. Phải thay đồ cho em thôi. May thay, chị có vali đựng trang phục phòng hờ. Chị đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Em thấy sao nào, dễ thương ha. Nào nào, mặc thử nhé. Em sẽ thích mê đấy. Wow, trông em thật tươi tắn. Nhưng nói thật, em mặc gì cũng đẹp hết. Lại còn rất thanh lịch. Em phải làm người mẫu mới phải. Ôi, đỉnh của chóp. Và chú mèo đi kèm thật là dễ thương. Hay lắm. Thử mặc đồ thường ngày xem sao. Rất lý tưởng để đi ngắm cảnh. Lộng lẫy nhưng gần gũi. Đi quẩy với nhóm bạn sao? Trang phục nói lên rằng em sắp vui chơi tới bến. Em sẽ là trung tâm của mọi bữa tiệc. Búp bê ngầu bá đạo. Chà, quá trời đồ đẹp quá. Xịn hơn cả tủ quần áo của mình. Chúng mình nên đi tìm thêm váy mới cho em. Cùng mua sắm thả ga nào. Che dùm cái. Úi ra, xin lỗi. Tớ không biết nhìn vào đâu. Thư giãn đi, tớ che lại rồi. Này, Ava, cho tớ mượn được không? Bít tất, phía sau cậu ấy. Tớ mới sơn móng tay mà. Đi mà, tớ rất là cần nó. Rồi, cầm lấy. Khiếp quá đi. Cảm ơn, vậy là được rồi. Đầu tiên, mình sẽ cắt phần đầu của bít tất. Như thế này. Giờ mình sẽ cắt một tam giác nhỏ ở hai bên. Được rồi đó. Có muốn thử không nè? Chà, xinh xắn lắm luôn. Ước gì chị có váy giống thế. Cảm ơn Ava. Hả? Tớ không nghe thấy. Xảo cũng được. Hả? Gì đây? Ủa, em có sao không? Tội nghiệp quá à. Mình phải làm gì đó thôi. Cả hai em đi với chị này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị hứa mà. Mình đã là gia đình, hiểu không? Wow, em bẩn quá nè. Chị sẽ tắm sạch cho em nhé. Chẳng gì bằng được chăm sóc từ đầu đến chân. Em thư giãn đi Hucky. Chị sẽ lo tất tần tật luôn nha. Em sẽ sớm có nụ cười Hollywood thôi. Em có xỉa răng không? Nên nha. Ngồi im, phần này hơi bị khó. Ew, vệ sinh tốt là rất quan trọng đấy. Đến lượt em rồi. Mẹ quỳ chân dài. Sao em có thể bẩn thế này cơ chứ? Cuộc sống trên phố hẳn là khó khăn lắm. Vào đây này, nước đã đủ ấm chưa nhỉ? Mặt nạ này sẽ giúp da em căng bóng. Và sẽ làm sạch lỗ chân lông. Chưa gì đã thấy em trẻ hơn rồi. Cứ tự nhiên thoải mái đi nhé. Cả em nữa Hucky. Chị cần sấy khô cho các em. Chị không muốn em cảm lạnh đâu. Ok rồi nè, cả hai em đều sạch sẽ rồi. Lại đây, để chị ôm nào. Cả hai em đều thật mềm và ấm. Chúng ta sẽ cùng ngủ thật. Chơi một chút nào. Sophia cần thay đổi kiểu tóc đấy. Đừng lo, em là thợ có nghề đó. Chị sẽ thích cho mà xem. Xinh chất quất luôn nha. Chị Sophia, dậy đi. Gì vậy? Tóc tôi. Em làm gì vậy? Chị không thích à? Có chuyện gì trong này thế? Nó phá tóc con. Đừng lo, rồi sẽ mọc lại thôi. Nghe này Cheryl, con không được làm thế. Không tốt đâu. Con làm chị buồn đấy. Đúng rồi. Bà có đúng thứ con cần. Cho con đấy. Con xin. Không có chì đâu cháu yêu. Con sẽ chơi với nó. Còn bà sẽ chớp mắt một chút. Wow, hồi hộp quá đi thôi. Mình sẽ lấy cậu bé này ra và cho bột bánh vào đây. Vậy là được rồi. Và
và giờ thì nhấn cần gạt. Wow, tóc cậu ấy mọc ra kìa. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhỉ ngộ quá ta. Wow, mình thích quá. Giờ mình sẽ cắt tóc cho cậu ấy. Chuẩn rồi đó. Chúng ta cần cắt cả phần này nữa. Hay là mình dùng dao cạo nhỉ? Thế này nhanh hơn. Yeah, cậu hói rồi. Mình nghĩ ra một ý này. Mình sẽ cần kéo thật. Nằm im nhé bà ngoại. Không. Nào bé Tasha, ra đây chơi với chị đi. Tóc em hôm nay xinh và chất như nước cất ý. Ôi, cậu xem cô ấy có gì kìa. Ủi, búp bê xinh dã man. Tóc nhìn đã ghê, bé tên gì vậy? Ồ, ai cũng mê mẩn búp bê của cậu ấy hết. Della ơi, chắc chị phải cho em đến salon tóc thôi. Khoan, mình biết nên làm gì rồi. Ok là, mình không thể đổi búp bê nhưng có thể thay đổi bản thân. Đeo kính áp tròng xanh lá vào trước nè. Giờ thì đến bước trang điểm. Tớ sẽ dùng bút màu trắng để tô lên mí mắt. Cứ chấm chấm là được. Rồi tớ sẽ dùng cọ để tán màu. Tiếp theo là màu hường rực lửa. Tớ sẽ đánh lên phần ngoài mí mắt. Giờ đến kim tuyến lấp lánh. Mệt quá. Một phút ở phần trắng thôi. Tớ sẽ vẽ kiểu mắt mèo, chặt chém mọi ánh nhìn. Nhớ vẽ cả mi dưới nha. Nhớ thêm chút màu hồng nữa này. Và đương nhiên là kim tuyến nữa. Đấy nhá, mắt đã xong. Giờ đến phần tạo khối này rồi. Ok là, thế là xong bước này. Tớ sẽ đánh má hồng nhẹ một cái. Sau đó chuyển sang lông mày. Vì lông mày của tớ có khuôn sẵn nên chỉ cần thêm màu nữa thôi. Giờ đánh son này. Bước cuối là mi giả. Mọi người nghĩ xong rồi sao? Không đâu bạn ơi. Vẽ thêm hai đường trắng nhỏ xinh trên môi để trông như là son bóng nè. Và giờ đương nhiên là tóc giả nữa. Tóc đã xong rồi, trang điểm thêm chút nữa nha. Tớ sẽ dùng màu nâu để tô lên chân tóc. Và cuối cùng là vài đường trắng nè. Tuyệt, xong xuôi rồi. Nhìn mình sang dã man con ngan. Em ấy đáng yêu ghê cơ, u là trời. Xin chào, tớ quay lại rồi này. Ôi thần linh thiên địa ơi, nhìn cậu ấy kìa. Trông cứ như búp bê ấy, nhưng xinh hơn nhiều. Xin lỗi Tasha, gặp sau nhá. Xem tới ngày kiểu búp bê này. Hãy nhìn búp bê nhé. Em ấy rất xinh, nhưng chúng ta có thể tạo kiểu tóc kiểu khác. Hãy làm tóc xoăn không dùng nhiệt nhé. Và bạn chỉ cần một chiếc bút bi thôi. Khi bạn làm xong, hãy xem thành quả đây này. Thay đổi thêm nào. Tớ sẽ trả quần áo ngay sau khi ta đổi màu. Nhưng thay vì cánh tay thông thường, sao ta không làm gì đó thú vị nhỉ? Cánh tay dây thép này có xịn không nào? Chỉ cần thêm chút latex là được. Và bóng bay nhỏ này đúng cỡ luôn. Lồng vào dây thép rất dễ luôn đấy. Lại còn trùng màu nữa chứ. Hồng dễ thương. Khi đã bao phủ hết dây thép, hãy gắn bàn tay vào cuối nhé. Đó, nhìn em ấy khá sôi nổi nhỉ. Chà, xem ai đến đây kìa. Cùng vào thôi. Woohoo! Ok, đi thôi nào. Bữa tiệc chắc sẽ vui lắm đây. Ủa? Anh gì ơi? Em muốn vào trong hả? Em phải hóa trang cái đã. Oh, có đây rồi ạ. Xoay một vòng nào. Xoay, vâng ạ. Và, giờ em vào được chưa ạ? Chà, anh cũng không chắc nữa. Hai em cười nhìn giống nhau đấy. Bạn có thể vào, nhưng em thì về đi nhé. Ủa, nhưng tụi em đi mọi nơi cùng nhau mà. Thật không thể tin nổi. Đây chắc chắn là ngày tệ nhất đời mình rồi. Sao chuyện này lại xảy ra với mình? Tớ có một ý tưởng. Nếu bạn thực sự muốn nghe. Hả? Cậu mới nói gì phải không? Khoan, cậu biết nói. Tuyệt vời ông mặt trời. Ngồi đây đi. Cậu thấy quy định này có vô lý không? Thôi đừng khóc. Mình biết chính xác cách lật ngược tình thế rồi. Hãy để tớ giúp cậu nhé. Chà, đầu tiên hãy tháo mũ len ra nhé. Cái mũ này chẳng có tác dụng gì cả. Đấy, thế chứ. Khoan, mũi thế. Bóp tớ. Oh, mình ghét khi không tuân theo hướng dẫn. Yeah, bóp cậu nè. Này,
có chuyện gì trên đó vậy? Cảm giác như có gì đó nhỏ trên đầu mình. Cảm giác khá là hay đấy chứ. Cứ tiếp tục cho thứ đó chảy nhé. Màu hồng này cực xinh luôn đấy. Xong rồi à? Giờ thì để cho nó ngấm. Mình rất nóng lòng được thấy kết quả. Giống như họ làm ở trong salon ấy. Đã đến giờ mở chưa ta? Ok, để xem kết quả thế nào. Chà, đã đủ hồng chưa nhỉ? Vì cảm giác đúng là đỉnh luôn. Màu nhuộm này cứ phải gọi là cháy. Khoan. Mặt mũi thế này mà sao mình dám đi đâu? Làm sao để tẩy lớp trang điểm này? Để tớ lo, chờ tớ chút. Hả? Thôi kệ, sao cũng được. Để xem mình có tìm được gì không. Ái chà, quá trời bánh kẹo ngon lành nè. Nhưng có gì dùng cho trang phục của Ava nhỉ? Có lẽ mình đã nhắm quá cao. Ok, giờ thì chúng ta đi đúng hướng rồi. Không, sai, quá bự, quá nhỏ. Ha, ok, chắc chắn phải có gì đó trong đây. Wow, mình không sao. Và hình như mình đã tìm được đồ cần thiết. Ok, Ava, tớ tìm thấy cái này cho cậu nè. Gì đấy? Để tớ giúp cậu một tay. Hiểu không? Đây, để tớ giải thích cho cậu nhé. Nhưng mà trước tiên, tớ sẽ lau hết phấn son cho cậu. Hình như tớ lấy đi hơi nhiều. Này, xin chào, tớ cần khuôn mặt đấy. Không, 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 khuôn mặt đó chẳng giống tớ gì cả. Thế này thì chỉ ở nhà thôi. Thì tùy cậu thôi. Và tạ ơn trời, mặt tớ đây rồi. Ấu à. Xin lỗi, cậu đâu rồi? Ôi không. Trời, ngã một cú đau điếng. Cậu ấy có biết mình ở dưới này không? Xin chào, cậu đâu rồi? Thôi được, đành phải lê cái thân này đi. Mình vẫn còn bao việc phải làm. Không, không có dưới này. Ôi giời, tìm ở đâu nữa ta? Ok, gần đến rồi, chỉ khoảng 1 mét nữa thôi. Khoan, cái quái gì thế này? Ghê chết đi được. Hoặc... đủ rồi, mình bỏ cuộc. Vậy là cuối cùng chỉ có mình một mình thôi. Cậu có chắc không đấy, Ava? Hả? Ai biết cậu ở dưới đó cơ chứ? Cậu thích khiến tớ chú ý phải không nào? Và cậu có gì cho tớ vậy? Cái gì đó? Nhầy màu xanh. Nhẹ nhàng thôi nhé. Cảm giác hơi lạnh ấy. Trông có xinh không? Tớ rất muốn xem kiểu trang điểm này. Cậu đã sắp xong chưa vậy? Tốt nhất là phải bỏ công tớ đợi. Xong. Cảm ơn nha. Đi tắm thư giãn cái nào. Tiết mục mình thích nhất trong ngày đây. Dễ chịu quá đi mất. La la la, singing in shower. Mình nên làm idol mới phải, chuẩn không cần chỉnh. Đến lúc sấy khô rồi. Ngầu bá cháy luôn. Cứ như cầu vồng của riêng mình ấy. Gần đến giờ rồi, chuẩn bị để đi thôi. Tóc tai thế nào nhở? Hay là hôm nay thử kiểu mới ta? Khoan đã, mình vẫn nhớ chuyện xảy ra lần trước. Ào, rát quá đi. Sao mình cứ làm thế cơ chứ? Bị mắc dây rồi. Sao, chuyện gì vậy? Không không không, không ổn chút nào. Mình sẽ không dùng cái này đâu. Chắc chắn phải có cách để làm xoăn tóc mà không đau chứ. Hay là dùng kẹp quần áo này nhở? Thử mất gì đâu. Mình sẽ đặt một lọn tóc lên giá phơi quần áo, rồi quấn tóc quanh các thanh. Sau đó dùng kẹp để cố định lọn tóc. Đó, mong là thành công. Trông thì hơi buồn cười đấy, nhưng mà cũng đáng. Ok, để xem tóc xoăn bồng bềnh nào. Nhột nhột ghê. Wow, tóc đỉnh thật sự. Đi thôi nào. Wow. Sao cái máy làm tóc này cứ muốn làm đau mình chứ? Wow, cuộc thi sắc đẹp ư? Chuẩn,
tham gia. Tôi không muốn trên mặt còn sợi lông nào. Giấy tay, tạm biệt. Wow, ối giời, beautiful mất rồi. Cô chắc chắn sẽ thắng giải mà. Hiển nhiên rồi. Mình cũng có vài mẹo làm đẹp hay lắm. Và sẽ chẳng tốn một đồng. Thấy tớ tài tình chưa nào? Chuối không chỉ là bữa sáng bổ dưỡng đâu. Nhớ tán nó ra một chút nhé. Trông rất đẹp phải không nào? Giờ thì đến màu tươi tán. Sắc hồng tím thật lãng mạn làm sao. Làm mình cảm thấy tươi tắn hơn hẳn. Sẵn sàng chụp cận cảnh rồi. Ha! Đã đến lúc thực hiện tết tóc nhỏ xinh. Chỉ cần lấy một nhánh tóc ở đây, rồi đặt vào những cái móc nhỏ này. Giờ thì giữ chắc nhé. Mái tóc bồng bềnh, chuẩn bị uốn lượn này. Giày thứ hai xong. Và thứ ba. Wow, máy chạy nhìn hay ghê. Sao mình phải dùng tay cho mỏi cơ chứ? Thiết bị này đã làm mọi việc vất vả cho mình và không hề bị rối một tí nào luôn. Gần xong rồi này, chỉ cần buộc dây lại là xong rồi. Không có được bung ra đâu, nghe chưa? Đó, tóc mình bây giờ siêu dễ thương. Và băng đô này quá hợp luôn nhá. Mình thật tài năng. May mà mình đã chạy vào phòng vệ sinh kịp lúc. Cảm giác như mình là người mới vậy. Ok, mình đang làm gì ta? Ôi, Naomi tết tóc từ bao giờ vậy? Ước gì mình cũng được thế. Kìa, đây không phải là mặt mình chứ? Tóc ta nhìn thấy ghê. Giấy vệ sinh của mình. Dùng cái này được đấy. Mình chỉ cần gấp lại thành một dải mỏng. Gần xong rồi, vậy là đã xong. Gấp thêm một lần nữa, như thế này. Giờ mình phải làm đến phần khó đây. Đó. Làm tóc xoăn thôi nào. Bắt đầu từ ngọn tóc và cuốn lên trên đỉnh đầu. Cứ tiếp tục. Sau đó buộc giấy lại ở trên đỉnh. Buộc chặt vào cho chắc nha. Chắc là thế này là ổn rồi đấy nhỉ. Không biết phải đợi bao lâu nữa. Chán quá đi. Phải làm gì để vận động máu huyết mới được. Tuyệt, được rồi này. Tóc xoăn. Thêm một vài dải nữa là xong. Và chà, nhìn mái tóc xoăn bồng bềnh này này. Baby, cứ như vừa bước ra từ salon vậy. Khoan, giấy dùng rồi sao? Chắc không ai để ý đâu. Ok, cậu sẵn sàng cho bài học số 3 chưa? Chúng ta cần làm gì đó với quần áo của cậu. Quần áo sao? Có gì đâu mà phải làm. Biết rồi. Giống như chơi lên đồ cho búp bê vậy. Có chuyện gì thế hả? Sắp xong rồi nè. Sẵn sàng bật ngửa nè. Ta-da! Cậu đang giỡn mặt tớ hả? Cậu nói cái gì cơ? Đây là kiểu thời trang mới nhất. Mới cho mấy bà già. Cậu ghen tị chứ gì? Mình sẽ cần thêm chút trợ giúp. Cảm ơn rồi vì mấy cái app thời trang này. Tớ thích lắm nhưng... Thôi, ok, ổn áp rồi. Ngắn quá à. Trông cậu như cái khăn trải bàn vậy. Thôi, tớ xin khiếu á. Đáng yêu nè. Tớ nghĩ tụi mình đã lựa chọn được rồi. Giờ xử lý tóc cậu thôi. Tóc tớ thì làm sao? Không được đâu, dẹp. Thích tóc đỏ không nào? Hoặc là tóc chú hề cũng được đấy. Được đó nha. Wow, trông cậu xinh thế. Khác thật đó nha. Cảm thấy xinh xắn xỉu. Nhưng đừng nhìn tớ nữa. Lại đây nào. Tớ có bất ngờ cho cậu đấy. Hồi hộp quá đi. Tớ mở ra nhá. Chờ chút, có người gọi tớ này. Phải cố lên. Không được mở hộp ra. Mình phải thật mạnh mẽ. Nó đang chọc mình hay sao vậy? Cám dỗ quá đi. Mình muốn biết có gì trong này quá. Sờ một phát thôi nhá. Ôi không, tay mình lỡ mở cái hộp rồi. Khoan, là Ava sao? Không có ai cả. Mình nhìn xíu thôi. Wow, nhìn mấy thứ này nè. Nhiều đồ trang điểm dã man ấy. Của mình á nha. Hả? Sao mắt mình mờ thế nhở? Mình sẽ tự trang điểm luôn. Mình thấy người ta làm rồi. Chỉ cần đánh lên là được mà nhở. Tuyệt thật sự. Xin lỗi cậu nha. Chuyện gì vậy trời?
Betty, cậu mở hộp hả? Nói tớ nghe đi Betty. Cậu đây rồi, tránh ra. Ủa? Biến đi đồ quỷ sứ. Thôi không sao, mình sửa được mà. Cái gì đây? Để tớ tẩy đi nhá. Ok rồi, thử lần nữa xem nào. Tớ sẽ đảm nhận nhiệm vụ dùng cọ. Chúng mình bắt đầu với lông mày nhé. Cái khuôn này sẽ giúp lông mày của cậu dày dặn hơn. Như vậy nè. Wow, công nghệ đỉnh cao ghê ha. Đừng nói nữa. Thế này sẽ giúp cố định lông mày. Cho tớ nhìn cậu cái nha. Đây là nhiệm vụ khó nhằn nhất tớ từng gặp. Chúng ta sẽ bơm môi cho cậu. Có cần thiết không? Cảm giác kỳ quá. Tớ nghĩ lấy ra được rồi đấy. Wow, nhìn môi tớ này. Chắc Nick sẽ thích nhỏ. Cậu tưởng tượng được không? Mẹo nhỏ này cho cả nhà nhé. Thoa son lên chỉ nha khoa, rồi ịn nó lên môi. Như vậy đấy. Rồi sau đó tạo một chữ X ở giữa môi trên. Khi đã vẽ bên ngoài rồi thì mình sẽ thoa son kem vào đó. Thế là sẽ không bị lem luốc gì hết. Môi căng mọng xinh xắn quá. Wow, cứ từ từ. Cứ để tớ. Cả nhà thấy sao? Tớ biết mà, nhìn rất chảy. Bạn có ước được lột xác cho búp bê không? Chả, còn gì ngăn cản bạn nào. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nhé.